5 một bánh chỉ có giá 100.000 đồng, 20.000 đồng trên 1 bánh, tất cả các bánh trên bàn đều đồng giá 20.000 đồng. Mình không đi lễ thì thôi, mình đã đi lễ ta cả về 100.000 đồng 5 một bánh thì có giá 100.000 đồng. Chỉ cao nhất hôm nay là 5 ống 1 bánh 2 ống. Nhà mình đem chân di chuyển vào để lựa quà đặc sản đi ạ. Thì chưa ở quầy nhà em là mới nhất, là tìm một ống cũ là không có anh nhá. Quầy công ty thì nào không bán. Ra cổng ngoài, ngoài cổng ngoài. Cứ năm mươi, cứ 100.000 là được năm gói bánh thổ mài loại gì là. Chưa này. 100.000 là được năm gói bánh thổ mài các vị nữa. Để nước đi chuẩn vào ngôi là được chủ nha. Trải nghiệm hơn 54 sản phẩm này thôi là công chúa đi cả nước rồi, đặc sản của cả nước tập trung ở đây rồi, một gian hàng tập trung 54 sản phẩm đây rồi. Ôi giời, mệt chưa? Mệt rồi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trải nghiệm tại siêu thị đồ chơi trẻ em đồng giá 39.000 đồng của chúng tôi. Siêu thị đồ chơi trẻ em đồng giá 39.000 đồng. Bánh cùng này mật ong, bánh đậu phộng trẻ lam và các loại bánh đặc sản ngon giòn tan. Đồng trang không thể chia phôi, ăn bánh ong cực béo ngon người ta nhau. Xin mời quý vị cùng ăn cùng thoải mái. Thank you.